Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Sương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh, mến vì dung hạnh, sinh với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Song Trương có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc sương vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc chim. Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học, nên tình phải ghi trong sổ lính đi vào lội đầu. Buổi ra đi, mẹ chàng có dặn rằng: "Này con phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách phải biết giữ mình làm trọng. Gặp khó nên lui, lường sức mà tiến, đừng nên tham miếng mồi thơm để lỡ mất vào cạm bẫy. Quan cao tước lớn nhường để người ta, có như thế mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng gì con được." Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng: "Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngài về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lẫn lúc, quân triều còn lao đao. Rồi thế trẻ tre chưa có, mà mùi dưa chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng sôi thành cũ lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa trong liệu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình thương người đất thú. Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng." Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa hai hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, áo chàng đành rứt. Ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ, mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan sang. Bấy giờ nạn đương có mang, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra một đứa trẻ đặt tên là Đản. Ngày qua tháng lại thoát đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi thì nỗi buồn bể chân trời không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần Phật và lấy lời ngon ngọt khôn khéo nguyên lơn. Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được bèn trói lại với nàng rằng: "Ngắn dài có số, tươi réo bể trời. Mẹ không phải muốn đợi chồng con về, mà không gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Sông lòng thêm vô cùng mà vận trời khó tránh. Nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt. Một tấm thân tàn nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nên xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này trời xét lòng đành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con chẳng phụ mẹ." Bà cụ nói xong thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình. Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc. Trương Sinh về tới nhà, được biết mẹ đã qua đời, con vừa học nói. Chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế con nhỏ đi thăm. Đứa trẻ không chịu ra đến đồng, nó quấy khóc, xin dỗ dành: "Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi." Đứa con ngây thơ nói: "Ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thình thịch." Chàng gạt nhiên gạn hỏi, đứa con nhỏ nói: "Trước đây thường có một người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả." Tính chàng hay ghen, nghe con nói vậy, đinh ninh là vợ hư, mối nghi ngờ ngày càng sâu không có gì gỡ ra được.
Về đến nhà, chàng la lên cho hả giận. Vợ chàng khóc mà rằng: "Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngỡ liễu tường hoa chưa hề bán gót. Đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp." Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra thì lại giấu không kể lời con nói, chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi nàng đi. Họ hàng làng xóm bên vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì. Nàng bất đắc dĩ nói: "Thiếp sợ dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Này đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sẹn rũ trong ao liễu tàn trước gió. Khóc tuyết bông hoa rụng cuốn, kiều xuân cái én lìa đàn. Nước thẳm buồn xa, đâu còn có thể lại lên núi Phụng Phu kia nữa." Đoạn rồi nàng tắm gội chai sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bai buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ. Thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch nhìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quả, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ." Nói xong nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương, tìm vớt thay nàng nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng: "Cha đảng lại đến kia kìa." Chàng hỏi đâu, nó chỉ bóng chàng ở trên vách: "Đây này." Thì ra ngày thường ở một mình, nàng hay đùa con trỏ bóng mình mà bảo là cha đảng. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi. Cùng làng với nàng có người tên là Phan Lan. Khi trước làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang, một đêm chim bao thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan Lan thấy có người phường chài đem vào biếu một con rùa mai xanh. Sực nghĩ đến chuyện mộng, bèn đem thả con rùa ấy. Cuối đời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng. Nhân dân trong nước nhiều người sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài bể. Không may đắm thuyền đều chết đuối cả. Thay Phan Lan dạt vào một cái động rùa ở hải đảo. Có người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng: "Đây là vị ân nhân cứu sống ta thở xưa." Linh Phi bèn lấy khăn giấu mà lao, lấy thuốc thần mà đổ. Một chốc Phan Lan liền tỉnh lại. Phan trông thấy cung gấm đền dâu thật nguy nga lộng lẫy, mà chưa biết mình đã lọt vào cung nước của rùa thần. Linh Phi bấy giờ mình mặc áo gấm giác ngọc, chân đi dài có vân nệm vàng, cười bảo Phan Lan rằng: "Tôi là Linh Phi trong động rùa, vợ vua biển Nam Hải. Nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bến sông bị người phường chài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay há chẳng phải lòng trời xui khiến cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa." Phi bèn đặt yến ở gác Triêu Dương để thết đãi Phan Lan. Dự tiệc hôm ấy có vô số những mỹ nhân, quần áo thước tha, mái tóc búi xể. Trong số đó có một người chỉ hơi điểm qua một chút son phấn, trông rất giống Vũ Nương. Phan có ý nhìn trộm nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói với Phan Lan rằng: "Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao đã quên nhau rồi ư?" Bấy giờ Phan mới nhận ra đích thịt người ấy là Vũ Nương và gạn hỏi duyên cớ. Nàng nói:
Tôi ngày trước không may bị người vu oan phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết, nếu không thì đã vùi vào bụng cá còn đâu mà gặp ông. Phan nói: nương tử nghĩ khác tàu Nga, hờn không tinh vệ mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Này thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt, há lại không tưởng nhớ đến quê hương ư? Phan nói: nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao? Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt rồi vã quyết đổi giọng mà rằng: có lẽ không thể gửi hình ảnh bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Vả chân ngựa hồ gầm gió bắc, chim việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày. Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tím đựng 10 hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hổn đưa Phan ra khỏi nước. Phủ nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn: nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về. Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương. Ban đầu Trương không tin, nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói: đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi. Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng 3 ngày đêm ở bến sông Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng dựa ở giữa dòng. Theo sau đó đến 50 chiếc xe cờ tán võng lộng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi: nàng vẫn ở giữa sông mà nói vọng vào: thiếp cảm ơn đức của Linh Phi đã thề sống chết cũng không bỏ, đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Rồi trong phút chốc, bóng nàng loan choáng mờ nhạt, dần mà biến mất đi. Nguyễn Dữ, Truyền Kỳ Mạng Lục, bản dịch của Trúc Khê Ngô Văn Triện, nhà xuất bản Văn Hóa Hà Nội, năm 1962.